Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh bền vững với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu của 63 tỉnh thành phố trên cả nước. 10 tháng qua thì du lịch Việt Nam đã khởi sắc hơn khi tổng lượng khách du lịch quốc tế đạt khoảng 10 triệu lượt, khách du lịch nội địa đạt gần 100 triệu lượt. Tuy nhiên là lượng khách quốc tế mới chỉ bằng 69% so với cùng kỳ 2019, thời điểm trước đại dịch, còn khách nội địa có dấu hiệu chững lại. Ngành du lịch phải đối mặt với nhiều thách thức vướng mắc, còn những vấn đề kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ chưa giải quyết được. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dù có nhiều tiềm năng, cơ hội, lợi thế nhưng du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như liên kết giữa các bộ ngành địa phương còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả, còn tình trạng mạnh ai nấy làm, sản phẩm du lịch chưa đặc sắc, chất lượng chưa cao, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn dài hạn. Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị nâng cao nhận thức tầm quan trọng, giá trị của ngành du lịch mang lại, phát triển hệ sinh thái du lịch toàn diện, nhanh, bền vững, hiệu quả cao, xây dựng thương hiệu du lịch đặc sắc Việt Nam, dựa trên nguồn lực con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, phối hợp, liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa các doanh nghiệp, giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và tư nhân, giữa các chủ thể liên quan, xây dựng chuỗi giá trị liên kết du lịch quốc gia, toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh phát triển du lịch Việt Nam theo định hướng sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, đơn giản, giá cả cạnh tranh, môi trường vệ sinh sạch đẹp, điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, với thể chế thông thoáng, giao thông thông suốt, quản lý thông minh, đảm bảo nguồn lực cho phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực du lịch.